Đó. Như vậy nghĩa là thiên địa tần quần châu như thủy, nghĩa là trời đất cứ xây dòng à, rồi nghĩa là hết thời này tới thời khác, hết này tới thời khác à, thì nó vô cùng tận vậy, nó vô cùng tận vậy. Thì bây giờ nghĩa mới trở lại, ý muốn nói rằng nghĩa là cái câu này đó, đến cái ngày mà tiêu diệt đó thì lúc bây giờ đó là 10.000 năm lẻ cửa nhà đó con đó. Đến khi mà cái cơ hội, cái thời cơ nó đã đến rồi đó, khi mà nhân loại tiêu diệt thì lúc bây giờ đó là 10.000 năm lẻ cái nhà đó con, là chỉ cho những người gian ác, những người mà lòng tham như nói là nãy trên đó, là giống như cái thử vậy đó, là những người gian ác hại người à, thì lúc bây giờ đó là họ bị tiêu diệt, chừng đó là làm bùn làm đất làm cây cỏ trơ trọi giữa trời. Dạ, cho nên cái hai cái phẩm này đó, phẩm thì cuối, phẩm đầu, cho nên đang suy nghĩ hồi gán tu sao mà được về cái phẩm đầu nha, ngon biết nhiêu nói nha à, cái đang hướng hướng về phẩm thượng, phẩm thượng sanh này kia niệm Phật ngon hết, rất thanh tịnh, nam mô Phật, nam mô Phật. Cái đầu chợ mưa, ông chợ mưa cái nghe hồi sáng nghe đứa em nó, anh Cường ơi anh đi mua ba cái mà keo về nó dán to nó giọt hết trơn, bắt đầu nhớ tới mưa giọt, mưa nhớ tới dán keo mưa giọt, mới nãy hướng về Cực Lạc bây giờ quay trở lại cõi Ta Bà cấp kỳ vậy đó. Nãy về Cực Lạc bây giờ quay cõi Ta Bà, nãy nhớ tới chính phẩm sen vàng, bây giờ đó là trở về đây luôn mà mua keo và dán to giọt đó, thì cái tâm mình vô thường vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Được biết hôm nay là ngày rằm tháng 10, là ngày rằm Hạ Nguyên năm 1921. Anh em chúng tôi đồng đạo có hợp tâm lại chùa để cúng lễ hàng năm hàng tuần. Mà còn dư động lại thời gian quý báu thì có trao đổi Phật pháp nhờ đồng đạo Hai Cường giáo lý viên của Trung ương để vấn đáp lại 4 câu giảng của thầy cho đồng đạo chúng ta để thực hành tu cho nó được mau giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Phật chỉ dạy quy tâm lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba, chớ mong yếm thử yểm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Mà lý do gì 10.000 năm lẻ là 10.000 năm lẻ ở đâu, nhờ đồng đạo Hai Cường để giải đáp cho đồng đạo chúng ta lãnh hội chung. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ to à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, thưa toàn thể chú quý vị, vừa qua câu hỏi của chú Ba được đặt ra, được rút ra từ ở trong cái bài Thiên Lý Ca. Thì chúng ta đều biết thì trong một cái bài Thiên Lý Ca này, Đức Thầy có viết rất nhiều thể văn, chẳng hạn như là văn lục bát, song thất lục bát, thất ngôn trừng thiên, rồi đặc biệt là có những cái câu thơ là thất ngôn bất cứu hay là thất ngôn tứ tuyệt, nó có nhiều cái thể văn ở trong đó. Và theo được biết trong sấm giảng thi văn giáo lý có ghi lại thì là có đoạn thì Đức Thầy viết, có đoạn của ông Đò viết, nhưng mà không biết đoạn nào của thầy mà cũng không biết đoạn nào của ông Đò, nhưng mà đây là cái lời dạy trong sấm giảng thi văn giáo lý thì ta rút ra đây để ta cùng trao đổi với nhau. Thì bốn câu giảng được nêu ra đó là Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba, chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Vậy thì bốn câu giảng này chúng tôi cũng giảng theo cách là chú giải, tức là chú giải những từ ngữ khó và những cái từ ngữ nào nó có những cái điển tích hay là nó có những cái câu từ ẩn ngữ hay là có những cái chữ Hán tự trong đó à, ý nghĩa trong đó, thì chúng tôi biết cũng giảng giải ra để cho đồng đạo chúng ta được nắm và hiểu chung. Bây giờ câu đầu tiên là Phật chỉ dạy quy tam lập hội. Thì Phật ở đây cũng là Đức Phật Thích Ca à, Đức Thầy chúng ta cũng khẳng định là ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp à, hay là thừa dưng sắc lĩnh của trời cùng ông Phật Tổ à, giáo đời phiên dân. Cho nên vì vậy thì Phật Tổ đây là Phật Thích Ca, cũng có đoạn là dưng lĩnh xuất Phật A Di Đà nữa, nhưng mà theo chỗ này đó là Đức Thầy chúng ta là dưng lĩnh Phật Thích Ca, bởi vì đền linh cứu sân chung chịu mạng. Cho nên dưng lĩnh Đức Phật là Ngài có sứ mạng thiêng liêng à, để xuống cõi hạ giới này để giáo hóa nhân sanh. Cho nên ở đây là dưng lĩnh Đức Phật, gọi là Phật và chỉ dạy à, quy tam lập hội. Thì nghĩa là theo mình độ đó, thì trước khi mà lâm phàm đó, thì ở tại đền Liên Phú Sơn à, nơi mà Đức Phật Tổ, thì khi mà kêu thầy chúng ta là
dưng lệnh để mà xuống phàm thì Ngài đã chỉ cái cách dạy như thế nào, cũng như hướng dẫn cho Đức Thầy chỉ cách dạy thế nào và để làm sao mà lập cho gồm một cõi thành ba. Cho nên vì vậy đó là cái chỉ dạy, Phật chỉ dạy là chỉ cho Đức Thầy cái cách để rồi hướng dẫn cho Thầy xuống đây để mà độ đời bằng cách nào đó, và quy tam lập hội. Như vậy thưa quý vị, quy tam ở đây đó, chúng ta đừng có hiểu lầm là đọc ngược là quy tam là tam quy, không phải, không phải tam quy ngũ giới. Mà quy tam ở đây đó tức là ba cõi trở về một. Tam là tam cõi, là ba cõi, mà ba cõi trở về một. Một là cõi thượng, hai là cõi trung, ba là cõi hạ. Cõi thượng là chỉ cho cõi trời, tức là cõi tiên, mà cõi trung là chỉ cho cõi người thế gian, mà cõi hạ là chỉ cho cái cõi u minh, tức là cảnh giới địa ngục, tức là ba cõi. Thì điều đó đã được Đức Thầy xác minh, đó là hiệp chung tam cõi dưới miền Trần Ngai, đó là trong bài Xuân Hạ Tác Cùng Thơ, hay là trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Vậy thì giờ nghĩa là khi mà cái hội được lập ra, hội đó là hội gì? Tức là cái hội Long Hoa. Khi mà cái hội Long Hoa được lập ra thì lúc bây giờ là ba cõi đều tập trung trở về cõi hạ cõi, nghĩa là trần thế này, tức là cõi thế này sau này là cái cõi trung ương. Cho nên vì vậy là cõi trời, cõi người và cõi địa ngục. Thì cái điều đó được Đức Thầy đã minh chứng ở trong cái quyển 3 đó. Về cõi trời đó là Thiên Hoàng mở cửa các lân, tức là có nghĩa là lúc đó là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài mở cái cửa thiên đình thì thấy nghĩa là lầu cát bằng nghĩa là vàng bạc lưu ly pha lê, nói chung là lầu đài trên đó là cho chúng ta nhìn thấy, cho Trần xem thử có mà hay không. Thì giờ nghĩa là Thiên Hoàng mở cửa các lân, rồi Địa Hoàng cũng mở mấy tùng ngục môn. Địa Hoàng là cái cảnh địa ngục ở dưới. Hồi đó giờ cái quan niệm của người mà phá vô thần đó, nói chung là phá vô thần là tức là ta không có tín ngưỡng về trời Phật, về nhân quả, về tội phước. Cho nên vì vậy ta nói là không có thiên đàng mà cũng không có địa ngục. Thì lúc bây giờ đó, khi cái hội này được lập ra thì lúc đó là Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, rồi mười cửa xem thấy ghê hồn, cho Trần coi thử có mà hay không. Rồi tới nghĩa là Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian. Cho nên vì vậy thì lúc bây giờ là tam cõi này liều hợp chung lại một. Để chi? Thì nghĩa là cái Đức Ngọc Hoàng thì mở cửa các lân, mà nghĩa là Đức nghĩa là Địa Hoàng ở dưới thì cũng như là mở 10 tầng ngục môn. Rồi nghĩa là Nhân Hoàng từ Đức Thánh Chúa coi như là cũng lấy cái lẽ công bằng để chừng trị, người nào hiền đức tu hành thì cho được thưởng, còn cái người nào mà tội gian ác lường đạt thì coi như là sẽ phạt đó, thì thưởng phạt rất là công minh. Vậy thì giờ nghĩa là Phật chỉ dạy quy tam lập hội, tức là tóm lại cái câu đầu tiên này đó là Đức Phật hướng dẫn và cho Đức Thầy chúng ta dâng cái sứ mạng xuống cõi trần này, đem cái giáo lý để chỉ dạy, và để chỉ dạy Ngài bằng cách là làm như thế nào để lập nên một cái hội Long Hoa, mà trong cái hội đó là có tam cõi đồng hòa mặt trở về ở tại trung ương, tức là trong cái cảnh thế giới chúng ta đây. Rồi bây giờ dựng cho rồi một cõi thành ba, chỉ dựng là tạo dựng, lập nên một cái gì đó, cho nên gọi là dựng cho rồi một cõi thành ba. Ở đây chúng ta hiểu cái nghĩa là một cõi thành ba. Cõi là cái gốc, mà cái một cái gốc nó đâm ra là có ba cái nhánh, một cái gốc nó lên ba cái chồi, nó lên ba cái chồi chứ không phải nhánh, lên ba cái chồi. Thì nghĩa là như vậy thì một gốc mà nó ra ba chồi. Vậy thì giờ ở đây ta hiểu nó khác hơn cái chỗ ba hồi nãy nữa. Hồi nãy là tam cõi, mà chỗ này đó là dựng cho rồi một cõi thành ba, tức là ba chỗ này đó là tam giáo. Tam giáo thì trong đó là một là Phật giáo, hai là Lão giáo, ba là Khổng giáo hay gọi là Nho giáo. Như vậy thì dựng cho rồi một cõi thành ba, tức là một gốc mà ra ba chồi, mà ba chồi đó là Phật giáo, rồi Lão giáo, rồi Nho giáo, dựng cho rồi một cõi thành ba. Thì thưa quý vị, thì ba cái cõi này là cái nhiệm vụ là để làm gì? Khi mà hội Long Hoa được khai mở, đời Thượng Quân Thánh Đức được lập ra rồi, hội Long Hoa khai mở, thì lúc bây giờ đó là đại diện cho tam giáo này đó. Thí dụ như ai có duyên lành với đạo Phật và đầy đủ các thiện căn trí huệ thì đem cái giáo pháp của đạo Phật đi phổ hóa nhân sanh. Còn ai có duyên lành với đạo Lão, tức là đạo tiên, thì đem cái giáo pháp của đạo Lão để truyền bá cho nhân sanh. Ai có duyên lành với đạo Nho cũng đầy đủ đức độ là trí tuệ thì đem cái Nho giáo để truyền dạy. Chứ không phải chừng đó là chỉ có một đạo Phật hay là một đạo tiên hay là một đạo Nho không, mà chừng đó là tam giáo coi như là cùng nhất như để đem cái giáo pháp tùy theo nhân duyên đắc độ.
Và chừng đó thì coi như là cũng có nhiều người, thí dụ ta có duyên với đạo Phật thì ta tu theo đạo Phật, thì cái người mà có sứ mạng của đạo Phật thì đi truyền bá đạo Phật. Cho nên Đức Thầy nói là người đủ các thiện đăng căn để giáo truyền đại đạo, định ngâu phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang đó. Rồi bây giờ cái người có nhân duyên với đạo tiên thì chừng đó ta được sự giáo huấn của đạo lão để ta giác ngộ, ta tu hành sau này ta về cõi tiên. Rồi nghĩa là người có duyên với đạo Nho thì ta được sự giáo huấn của đạo Nho để sau này ta diệt cõi cái thánh. Vậy thì ai có duyên, chừng đó ai có duyên với đạo Phật thì được sự giáo huấn của đạo Phật thì được về cảnh giới Phật. Rồi nghĩa là ai có duyên với đạo tiên thì được giáo huấn đạo tiên về cõi tiên, ai có duyên với đạo Nho được giáo huấn đạo Nho về cõi thánh. Thì đây là coi như là dựng cho rồi một cõi thành ba, tức là ba này gọi là tam giáo, một gốc là sanh ra ba trời. Bây giờ qua cái câu thứ ba đây. Chớ mong yến thử ẩm hà. Thì thưa tất cả quý vị, chữ chớ là đừng nên, chữ mong là vọng tưởng, mong mỏi, chờ đợi. Mà yến thử ở đây là nó là cái loại động vật ở dưới nước. Thì loại động vật này yến thử tức là con cá yến thử, nó là con kình ngư, tức là con cá này rất là to. Mà ẩm hà, chữ ẩm là uống, mà chữ hà là sông. Thì theo truyền thuyết, cái tương truyền ở bên Trung Hoa ngày xưa đó, cái sông Hoàng Hà đó, sông nó rất là lớn. Mình tư duy thôi, mình tư duy suy nghĩ, mình độ là nó lớn như cái sông cái mình đi. Đó, thì dưới chơi sông cái này là có con cá yến thử. Mà con cá yến thử này đó, là tuy rằng nó lớn thiệt, nhưng mà không thể nào nó lớn bằng cái sông Hoàng Hà đó. Nhưng mà cái lòng tham nó là muốn uống hết nước ở sông Hoàng Hà. Ý nói là cái lòng tham vô tận của nó vậy. Cho nên thưa tất cả quý vị, thì cái câu này đó là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là chớ mong yến thử ẩm hà, ý muốn chỉ cho con người chúng ta đó đừng nên có lòng tham giống như con cá yến thử vậy. Thành ra vì vậy mà trong sách nó có câu đó là tiêu liêu xào lâm bất quá mãn chi, rồi yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc. Có nghĩa là đó, tiêu liêu xào lâm là cái con chim tiêu liêu á, thì xào lâm là ở trên nhánh cây, nó làm ổ trên nhánh cây. Bất quá nghĩa là nhất chi là tức là một cái nhánh cây nhỏ thôi. Con chim đó theo kể lại là nó như chim sâu vậy đó, mà nó nhỏ vậy đó, thì nó làm một cái ổ nó là trong một cái nhánh cây nhỏ thôi. Như vậy cho nó dành làm hết, dành nghĩa là quản lý hết là cái cây cổ thụ đó luôn, cái cây đó luôn. Thành ra vậy cũng nói yếu nói cái lòng tham, con chim nhỏ ở trong cái ổ nhỏ mà nó muốn chiếm hết một cái cây đó, một cái cành đó. Còn con cá yến thử nó ở trong cái sông Hoàng Hà, nhưng mà cái lòng tham vô tận của nó là muốn uống nước hết sông Hoàng Hà, không cho cái loại động vật con cá nào khác ở được cùng cái sông đó với nó, hay là uống nước sông đó thôi. Cho nên chỗ này là Đức Thầy muốn ám dụ cái lòng tham của con người, lòng tham con người. Thì thôi giờ nghĩa là đó mình đóng ngoặc để đó, rồi chút xíu mình bàn tới. Giờ bàn cái câu dưới nữa đi. Cái câu dưới đó là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Thưa tất cả quý vị, 10.000 năm lẻ là 10.000, là nếu mà nói theo chữ Hán tự nó là chữ dạng, dạng rồi mới tới ức. Mà 10.000 ở đây là nó có lẻ nữa, là 10.000 năm lẻ, tức là lẻ 800 năm. 10.000 mà nó thêm lẻ 800 năm nữa. Rồi cửa nhà đâu con, cửa nhà đâu con tức là không có nhà cửa để ở. Đâu con là thầy nói chung danh từ là Đức Phật thì đối với chúng sanh là như mẹ với con, như cha với con. Cho nên thầy nói đâu con là nói bao gồm hết tất cả chúng sanh. Chừng đó gọi là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ý nói rằng cái lòng tham giống như con cá yến thử. Rồi chừng đó rồi là đến thời tiêu diệt là 10.000 năm lẻ là không có nhà cửa để ở, cửa nhà đâu con. Thì thưa tất cả chú gì, thì cái chỗ này đó thì chúng ta mới dựa vào chỗ này. Tại sao nghĩa là nói 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, tức là không có nhà cửa ở là sao vậy? Căn cứ theo cái cuốn mà khai tịch đó thì có cái câu như thế này: tự hữu thiên địa dĩ chí ư cùng tận, dị chi nhất nguyên, hữu thập nhị hội, nhất dạng bát bá niên, tý hội khai thiên, sửu hội lập địa, dần hội sanh nhân. Rồi mới tới là tức hội tiêu thiên, hợi hội tiêu địa, thiên địa tần quần, châu nhi phục thủy, vô cùng hỷ. Hiểu gì không? Sao? Hiểu được chết liền. Đó. Thì bây giờ cái câu đó mới giải nghĩa thế này. Đó là tự hữu thiên địa dĩ chí cùng tận, tức là từ khi có trời đất, bị thiên là trời mà địa là đất, cho tới khi cùng tận là nó hết đời. Thì từ khi mà có trời đất mở mang rồi cho đến khi mà tận diệt nó hết đời đó,
thì nó trải qua đó là 12 hội đó. Và mỗi một hội như vậy đó là nó có 10.800 năm đó. Và mỗi hội có 10.800 năm thì hội Sửu ý hội Tý á thì sanh thiên đó, khai ra thiên tức là mở ra trời, hội trời rồi hội Sửu là mở ra người đó, ra đất chứ hội Sửu mở ra đất, rồi hội Dần á là mới sanh người đó. Rồi cho nên cứ vậy đó mà nó xây dòng vân vân đó, Tý hội Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức, rồi tới bắt đầu tới hội Tức đó là tiêu thiên đó, rồi tới hội đó là hơi đó là tiêu địa. Rồi lúc bây giờ cái là coi như là nó cứ xây dần mà vô cùng tận vậy đó, thì cái là thiên địa tầng quần châu nhi phục thủy đó. Trời thiên địa châu nhi phục thủy đó, như thời xưa cả tứ phòng nó thầy nói trong cái quyển tư đó, như vậy là thiên địa tầng quần châu nhi phục thủy, nghĩa là trời đất cứ xây dòng đó, rồi cái là hết thời này tới thời khác, hết này tới thời khác đó, thì nó vô cùng tận vậy, nó vô cùng tận vậy. Thì bây giờ nó mới trở lại ý muốn nói rằng cái là cái câu này đó, đến cái ngày mà tiêu diệt đó thì lúc bây giờ đó là 10.000 năm lẻ cửa nhà đó con đó. Đến khi mà cái cơ hội, cái thời cơ nó đã đến rồi đó, khi mà nhân loại tiêu diệt thì lúc bây giờ đó là 10.000 năm lẻ cái nhà đó con, là chỉ cho những người gian ác, những người mà lòng tham, như nói là nãy trên đó là giống như cái thử vậy đó, là những người gian ác hại người đó, thì lúc bây giờ đó là họ bị tiêu diệt, chừng đó là làm bùn làm đất làm cây cỏ trơ trọi giữa trời dạ kiếp thu. Thì căn cứ theo cái cuốn mà Thanh Tịnh Kinh đó mới nói như thế này, phân ra nha, nó có loại gọi là lục đạo tiến hóa, ngũ đạo tiến hóa. Thì lúc bây giờ đó là nhất đạo linh hồn cư thủy, nhị thiên niên đọa. Có nghĩa là cái thứ nhất á là cái linh hồn lúc bây giờ đó là đâu có nhà cửa để ở đâu, thì bắt đầu nó sẽ bị đọa và làm nước. Làm nước đó là 2.000 năm như vậy, cho nên gọi là nhị thiên niên đọa là 2.000 năm. Rồi bắt đầu nhị đạo nó tiến hóa lên chút nè, nhị đạo linh hồn cư thổ. Nhị thiên niên đọa tức là từ nước bắt đầu nó mới tiến hóa lên tức làm đất đó. Thì chúng ta thấy ví dụ trong cái vũng nước đó, trong một cái ao nước đó, trong một cái con sông đó, thì nó có cặn bùn trong đó, thì lâu ngày gì nó sẽ đóng thành đất đó, thành đất. Cho nên vì vậy đó mà 2.000 năm phải làm đất tức là linh hồn cư thổ. Rồi nghĩa là tam đạo linh hồn cư kim thạch đó, cũng là nhị thiên niên đọa, tức là nó chuyển lên 2.000 năm sau nó chuyển lên nữa là nó sẽ làm đá, làm kim loại tức là sắt đá. Rồi bắt đầu nghĩa là tứ đạo linh hồn cư thảo mộc, tức là nó tiến lên nữa nó làm cây, tiến lên nữa nó làm cây, cây cỏ sắt đá. Rồi bắt đầu tới ngũ đạo linh hồn cư súc vật, nhưng mà này là nó là thiên niên nhị niên bát nhị thiên bát niên đỏ, tức là tới lên đây là nó 2.800 năm. Như vậy tổng cộng là ngũ đạo tiến hóa là mỗi một cái là nước là 2.000 năm nè, rồi cái là làm đất 2.000 năm, là làm đá làm sắt là 2.000 năm nè, rồi tới cái là làm cây cỏ nè là 2.000 năm nữa, là tổng cộng là 8.000 năm phải không, rồi còn 2.800 năm sau nữa là làm thú vật đó, tức là tổng cộng là 10.800 năm đó, là coi như là làm bùn làm đất làm cây cỏ trơ trọi giữa trời gạn tiếp thu. Thì cây cỏ đâu có cửa nhà ở, rồi bùn đất đâu cửa nhà ở, rồi nước là cũng đâu cửa nhà ở, rồi cái súc vật cũng đâu cửa nhà để ở đó. Rồi bắt đầu từ chỗ súc vật đó bắt đầu nó mới tiến hóa lên con người, tiến hóa lên người. Vậy thì giờ chúng ta đặt ra câu hỏi, ủa như vậy thì cái là cây cỏ nó tiến hóa được sao, sắt đá nó tiến hóa được sao đó. Cho nên thưa tất cả chú vị, hồi đó mình coi hồi nhỏ nhỏ tôi còn đi coi phim, rồi mấy cái bộ phim mà thần thoại rồi của nước ngoài cái nọ đó, có khi con người đó bị phù thủy nó hại gì bắt đầu cái làm thành đá đó. Thì cái đó mình thấy có đó, thành đá. Thì ở đây mình dựa vào chỗ là nói chung là sắt đá cỏ cây thì tất cả các loài nó đều có sự sống hết, tất cả đá mình thấy trên núi nó cũng lớn chứ đâu phải nó nằm yên chỗ đâu đó, thì nó cũng đều có sự sống hết. Còn sắt thì cái kim loại nó là mỏ quặng, nó cũng là có cái sự sống, nó cũng lớn. Cho nên cái chỗ này là trong cái cuốn Lục Tổ Huệ Năng đó, tức là Pháp Bửu Đằng Kinh đó, thì có đoạn mà giảng về cái chỗ mà muôn loài tử có đạo, chế sát hảo loài nào lìa đạo mà tìm đạo chung thân đạo, vào trong cái đoạn đó là có giảng rõ ràng chúng ta thấy đó. Thì nghĩa là nếu là con người thì nó đều có bổn tánh, bổn tánh là Phật tánh, mà là con vật á, thì nó có bổn năng, mà tất cả các loài nghĩa là thảo mộc, những loài khác nữa kể cả là cát bụi luôn, thì nó là có thiên lý.
À, cho nên vậy ta có phân tích ra con người là bổn tánh, mà con vật là bổn năng, mà là tất cả các sự sống đều là thiên lý. À, sự sống của các loài vô tri là thiên lý. Cho nên vì vậy thì những loại này nó vẫn có linh hồn, nó vẫn có bản năng sinh tồn trong sự sống. Cho nên thầy nói là cỏ cây cùng điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh. Thì nghĩa là cỏ cây đều là, chỉ điểu thú đều là có cái bổn tánh đó hết. À, nhưng mà đỡ vì có bổn tánh cho nên nó mới tiến hóa lần lần. Như vậy thì thưa tất cả những vị đồng đạo kính mến, thì qua cái câu thứ tư này đó, thầy cho biết là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Thì nghĩa là cái kết cuộc của con người, à, sau khi chúng ta làm gian ác, làm người làm gian ác, làm tội lỗi, thì lúc bây giờ cái kết cuộc của nó là chừng đó, rồi là đến cái thời kỳ mà tiêu diệt. À, thì lúc đó là cái người gian ác này là không có nhà để ở, mà linh hồn phải chôn vùi dưới cái chỗ là nước, chỗ đất, à, rồi kim loại, rồi tiến hóa lần lần lên là cây cỏ, rồi tới là thú, rồi bắt đầu từ từ mới tiến hóa lên người, rồi là người mới tu tiến hóa lên thành thánh tiên thần Phật được kia nọ đó. Như giờ đây thì cái câu đó là nó tới đó, ý tới đó hết. Nhưng mà mình làm cái tội gì mà phải bị nghĩa là không có nhà cửa để ở, tiêu diệt như vậy? Thì thưa tất cả quý vị, thì nói trở lại cái câu thứ ba đó là chớ mong đến thử âm hà đó. Thì bây giờ đó mới so sánh là cái con cá yến thử này là nó có cái lòng tham vô tận. Tuy rằng nó ở trong sông Hoàng Hà, nó là cái loại kình ngư đó, nhưng mà con cái đó là nó không thể nào một mình nó mà uống hết nước sông Hoàng Hà được. Vậy đó mà nó dành hết cái sông Hoàng Hà, giống như con chim sâu ở trong một cái ổ nhỏ, à, trên một cái cành cây đó, mà nó muốn chiếm hết cái lĩnh vực của cái cây đó. À, cho nên nó giống như con người ta cũng vậy. Đức Thầy dùng cái văn này đó là để giật cách quá, để ám chỉ cho con người sống ở trên thế gian này. Nếu chúng ta không có tinh thần giác ngộ theo đạo đức, mà chúng ta bị rơi vào nghĩa là cái nghiệp mê của mình đó, rơi vào tham sân si rồi đó, thì nhất là cái chỗ lòng tham là đứng đầu mà thầy cho biết đó. Thì nghĩa là giống như con cá nghĩa là con kình ngư liễn thử ăn thử đó. Như vậy thì lòng tham của người sao mà tại sao mà phải rơi đỏ xuống nghĩa là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có, tức là 10.800 năm mà không có nhà cửa. Thì thưa tất cả như vậy, cái lòng tham của con người chúng ta sống trên thế gian này đó là hầu như là nó là cái bản chất. Chúng ta thấy nó là bản chất. Nhỏ thì tham theo nhỏ, mà lớn tham theo lớn, à, già thì tham theo già, mà ông vua thì tham theo kiểu ông vua, ông quan thì là tham theo kiểu ông quan, con người bình thường thì tham theo kiểu bình thường. Bây giờ ông vua ông tham theo kiểu ông vua, thấy không? Ông vua ông cai trị một cái quốc gia vậy đó, à, kể ra ông vua là coi như vàng bạc châu báu, à, coi như là đầy đủ, không thiếu gì hết. Tuy nhiên về cá nhân vua ông thấy còn thiếu, cho nên vì vậy ông mới xâm chiếm nước khác. Mà xâm chiếm nước khác để nghĩa là ông vừa được cái quyền lực, cái uy thế, mà vừa được cái của cải vật chất của nước khác, ông cai trị cái nước khác. Cho nên vì vậy đó là vừa là danh vọng mà vừa là cái quyền lợi luôn. À, rồi bây giờ thí dụ ông quan nhỏ, ông tham theo kiểu ông quan đó. À, cho nên nghĩa là tham quan mà tham đó thì coi như là muốn vét cái của dân, à, à, coi như là lo lót hối lộ này kia nọ, mà quan coi như là vô trách nhiệm, à, không chung với nước mà không hiếu với dân, thì coi như đây là cái quan tham ô, thì chỉ cho cái người mà tham ô vậy là cũng là cái lòng tham. Rồi bây giờ nghĩa là chúng ta nói tới con người bình thường. Bây giờ con người bình thường, cái lòng tham của người bình thường gì, thưa tất cả quý vị, mình nói ở đây đó thì nó không phải quơ đũa cả nắm, mà báo đài cũng thường đăng. Thí dụ như có những cái công ty, những cái xí nghiệp, những cái cơ sở để tạo ra những cái sản phẩm vật chất cho người ta dùng. Có khi người ta vì muốn cái lợi nhuận cao, mà lợi nhuận cao, muốn lợi nhuận cao là đây là cái lòng tham. Mà lợi nhuận mà nó hợp lý á, thì nó cũng được đi, nó không vi phạm luật pháp, mà nó không có phạm cái tội lỗi gì, à, đối với cái là tâm linh, đối với tôn giáo. Mà giờ muốn cái lợi nhuận cao này mà trong khi đó nó vừa vi phạm luật pháp, mà nó vừa hại đồng bào nhân loại mình mà không hay. Chẳng hạn như giờ những cái công ty, những cái cơ sở, những cái xí nghiệp mà chế tạo ra những cái sản phẩm, ví dụ như những cái hàng mà kém chất lượng nè, hàng giả nè, hàng nhái nè, hàng hết hạn nè, nhưng mà chúng ta đưa lên quảng cáo đây là hàng tốt này kia nọ, để cho người ta nghĩa là mua về ta tiêu dùng, mà trong khi đó nó tổn hại sức khỏe và đời sống của người khác, à, tổn hại sức khỏe của người khác. Cái cơ sở ở mình nói, miễn nói cái địa danh đi, chỗ này là chuyên chế ra là cái sản phẩm là thịt sấy khô, cái loại thịt mà sấy khô. Lúc bây giờ người ta đồn quá, cho nên các ngành chức năng người ta bắt tay vào việc để đến ta địa kiểm tra. Đến kiểm tra thì giờ thịt, thí dụ như đây là gà nha, thí dụ cái keo này là keo thịt gà, thì cũng được đóng dấu đồ cái lọ là coi như là sấy khô, giờ thấy là coi như là rất là hấp dẫn.
à, rồi nghĩa là keo này thì theo sấy khô. Khi mà các ngành chức năng mà họ vô đó rồi đó, họ mới khám phá ra là ra phía sau đó ha, là một đống thịt thúi, thấy không? Thí dụ heo, mà heo lúc đó mà heo bị tay xanh rồi đó, là lông mồm lỗ móng rồi đó, người ta đúng ra ta đem thiêu rồi đó. Rồi mà ông lại mua rẻ, mua rất là rẻ, đem về để đó. Để đó mà khi là các ngành chức năng ta đến, ta quay phim, ta chụp hình, người ta làm việc luôn là coi như thịt nó bầm xanh mà gùi nó bu ha. Nhưng mà dĩ với chút rồi đem ra tẩy rồi kêu làm nó trắng lại, rồi đầu cái sấy khô lại đưa vô trong cái keo nè, rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái người không biết mua về tiêu dùng ăn là nó hại sức khỏe, có thể nó ảnh hưởng tới bệnh ung thư đó. Cho nên vì vậy mà coi như là bị phạt rất là nặng và coi như là niêm phong cái cơ sở đó luôn. Đó là một trong những cái cơ sở kinh doanh nhỏ. Rồi bây giờ nè, hổm là đài truyền hình Hậu Giang với Đồng Tháp nó đưa lên nè, đứa bé, đứa nhỏ này mới 16 tuổi thôi mà nó bán là trà sữa Trân Châu, trà sữa Trân Châu mà nó để ma túy trong đó. Ừ, nó để ma túy uống cho ghiền. Ví dụ mấy chỗ kia người ta bán là bao nhiêu, là 50.000 một hộp bự gì nè, 5.000 hộp trà sữa, nó bán 100, 120, lúc hút quá bán 150, mà uống vô rất là ngon, rất coi như là người ta phải đến đó ta mua. Thành ra cái là lúc bây giờ đồn tới tay công an với các ngành chức năng, bắt đầu ta lại kiểm tra liền. Lại kiểm tra thì bắt đầu là thì cái miệng ta biết cái gì vậy chẳng là có ma túy vậy đó. Mà nó chỉ mới 16 tuổi mà nó làm cái gì đó, bán rất là đắt hàng luôn. Thì cái này sao, cái này muốn bán cho nó chạy lợi nhuận nó cao à, mà vô tình mình hại đồng bào mình, thấy không? Hại đồng bào mình đó, mà nó mới 16 tuổi thôi. Thì cái này là cái lòng tham này, do cái đâu, do cái lòng tham à, muốn lợi cho nhiều lợi nhuận cao, bán cho đắt mà phải bỏ ma túy trong đó. Rồi bây giờ nè, hiện nay nè, mới cũng mấy bữa gà thôi, đài cũng nói là kẹo, mấy đứa nhỏ là thường thường thích kẹo không? Trong cái cục kẹo đó, không biết kẹo nào đó nghe, cũng có là ma túy trong đó. Đó này giết mấy đứa nhỏ nè, thấy không? Giết mấy đứa nhỏ nè, hại cái mầm non của đất nước nè. Thành ra gì vậy đó, thấy thì đây cũng cơ sở làm ra không? Mà mấy cơ sở này toàn là cơ sở giả lậu bất hợp pháp không? Đó, thì cho nên thưa tất cả như vậy. Thành ra gì vậy đó, đây là cái lòng tham của con người, mà do cái lòng tham mà người ta muốn có cái lợi nhuận đó mà mình bất chấp à, cái tai hại của cái người tiêu dùng à, mà chết chóc đồng bào hay là nhân loại xã hội của mình. Thành ra vì vậy cái lòng tham nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ đó mình nói xã hội, bây giờ mình nói trở lại trong đạo mình, nói người ta phải nói lại mình, phải không? Trong đạo mình có lòng tham không? Cô Tư giờ này hết tham chưa Tư? Không hỏi bây giờ là hay vậy là được à. À. Ờ, tham đó thì được, tham đó là được. Nhưng có cái tham này là tội lỗi gì? Cái tham này tội lỗi là gì? Thí dụ như giờ á, mình nói lại trong làng đạo mình thôi đó, nhưng mà nó đã có dính dấp rồi mình mới nói. Bây giờ cũng đồng thời tu, thấy không? Tu sĩ hay cư sĩ sống độc thân có gia đình gì đó, thì mình nói là một số ít người, số ít người chứ không phải là vô đủ cái nắm rồi hết. Nói nghĩa là rồi bản thân mình rút kinh nghiệm á, hễ cái đó là bất chánh là ta tránh. À, tức là cái đó là việc đó là tà, là tham, là không tốt, là tránh à. Thì bây giờ đó, trong cái việc đồng đạo mình đó, có khi làm từ thiện xã hội rất là tốt. Có nghĩa làm từ thiện xã hội đâu phải tiền trong túi móc ra đâu à. Cái người nào giàu, hảo tâm, tốt thì có khi tiền túi móc ra à, thì cũng có, mình làm nhỏ nhỏ được, mình làm chuyện lớn nhiều khi mình làm không nổi, hay làm hoài không nổi, có khi cũng phải đi vận động quyên góp à, khi vận động quyên góp người ta đóng góp vô để cho mình làm từ thiện việc này việc kia kia nọ nha, ví dụ bắt cầu cất nhà đó, rồi thuốc nam chạy hàng, rồi làm tạo khuôn tâm bảo phụng tạo dần dài vân vân, nói chung là tất cả việc từ thiện họ đóng góp mình. Thì nếu mà cái người mà làm tốt đó thì giờ đồng tiền mà khi mà người ta đã đóng góp vô mình đó á, thì mình làm nó đúng mục đích. Ví dụ mình mua những cái dụng cụ đó đem về để mình làm đúng mục đích, không sơ sót một đồng bạc nào hết, thì này quá tốt á. Người ta giúp của mình giúp công, mình có công để mình làm à, người ta giúp của vô để làm, thì này nó quá tốt. Mà tốt này nó tạo nên cái uy tín mình đó, người ta tín nhiệm mình đó à. Nhưng mà ngược lại thì cũng có số ít, vì cái lòng tham, tôi nói số ít thôi đó, tôi gửi vô cho mình đó, gửi tiền cho mình để đi làm từ thiện xã hội đó à. Nhưng có cái ví dụ mình không đưa vào trong mục đích đó, còn có thể là bỏ túi để xài riêng. Ví dụ đây là 100.000 thì mình lãnh đủ 100.000 này, 200, 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu là mình lãnh đủ hết số này. Mà lãnh đủ này nó vừa khởi lên cái lòng tham, mà cái tội này là tội gian, nó là cái tội gian đó. Gian lừa, gian lừa. Nó gian lừa thì nó cũng ngang bằng như là trộm cướp chứ có trộm thôi gì đâu. Ví dụ lại nói giờ bữa đó tôi bắt cái cầu chỗ đó, bữa đó tôi cất cái nhà chỗ đó, anh chị đóng góp vô cái tôi đưa mình, cái đầu cái mình không đưa ngay mục đích làm cầu, làm nhà hay làm từ thiện gì đó,
rồi đầu bỏ túi xài riêng thì mình gian rồi phải không, mình lừa gạt đó rồi đó. Mà về luật pháp thì đây là cái tội gian lừa, tức là lừa gạt xã hội, vi phạm luật pháp. Còn trong đạo thì thôi, cái tội này rất là nặng. Cho nên thưa tất cả quý vị, mình giao rút kinh nghiệm thì khi mà người ta gửi cái đồng tiền đó cho mình đó, là mồng tiền của người ta, mình suy nghĩ đây là cái đồng tiền mồ hôi nước mắt hay là công sức lao động của người ta, hoặc giả là người ta lao tâm tổn trí để người ta tạo ra được có số đồng tiền này để ta gửi gắm làm từ thiện, người ta gửi cả lòng tín nhiệm của ta tới mình, ta tín nhiệm mình, ta gửi mình. Nhưng mà khi đưa mình làm không đúng mục đích rồi đó, là mình lấy tiền đó để sử dụng riêng cho mình, thì đây là một là mình vi phạm vào cái lòng tham. Mà tham là một ở trong là 10 điều ác, là nó một ở trong ý nghiệp. Rồi thứ hai nữa là mang cái tội lừa gạt nữa. Mang tội lừa gạt nó. Thì cái này là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đâu phải. Là 10.000, bây giờ mình hưởng cho đã trên thế gian này nè, thì nữa là bị đỏ, bị đài nữa, là nó bù lại. Nhân quả là coi như là nhân quả là bù trừ, mà nhân quả là công bằng mà. Đó, mình ra thưa tất cả gì, cái này nó đã có rồi. Tôi điển hình như giờ không có nói tên, có đồng đạo này lại vận động làm cái cầu đó, mà cái là người ta gửi cho 500, gửi cho 500 rồi đầu tới chừng mà khi mà công khai báo, thí dụ như những người có gửi ta có danh sách đồ đâu đưa là hoàng, mà cái bà này sao bà gửi ông này 500.000 không có tên trong này. Bà nói tên ơi, bữa hôm tôi gửi đó 500.000 tại sao không có tôi, rồi hỏi lại ông kia thì ông nói ông quên, ông xài hết rồi, chết luôn rồi. Rồi ta đưa đẩy ra khỏi tổ chức luôn, rồi đi đầu này đầu kia kia nọ, rồi làm bậy bạ giết rồi chết, rồi là ngày chết không có đám tang đồng đạo, không có đi, mà làm từng đồng đạo không đi nữa, thấy là thân bại danh liệt nữa. Đó thì đó là cũng đầu tiên mình làm thiện là tốt thiệt, nhưng mà nên nhớ rằng đó, đồng tiền nó dễ làm mờ mắt người đó. Cho nên vì vậy mà câu Nho mới nói là nhân tham tài tất tử, mà điểu tham thực tất vong, là chỗ đó. Con người mà tham tiền tài rồi đó là chết, thấy không? Mà nghĩa là con chim mà nó tham ăn đó là nó cũng chết đó. Ăn nhầm cái thuốc độc là nó chết. Thành ra vì vậy đó mà ở đây là nó rất là nguy hiểm đó, do cái lòng tham. Lúc đầu thì mình làm rất là tốt, nhưng mà lâu ngày là khi mà nó có tiền rồi đó, tiền để trong túi rồi đó, thì nghĩa là lúc đó nó khởi lên lòng tham. Mới đầu nó khởi nhỏ thôi, nó hạt cát thôi, từ từ lo to bằng cái ngón tay, từ từ đó bằng tảng đá, từ từ bằng cái nhà, bằng cái núi này kia nọ, rồi viết rồi coi như là muốn bao gồm của thế một mình, lòng tham nguy hiểm vô cùng đó. Thì thưa tất cả gì đồng đạo trong đó đó, cho nên vì vậy chính vào cái lòng tham đó mà làm cho chúng ta là khi bị đọ vào chỗ là 10.000 năm lẻ cửa nhà đó con. Vậy thì mình phải đưa ra một cái phương pháp để ta diệt được cái lòng tham đó, chứ mình đưa ra cái bệnh mà không có thuốc uống thì sao được, phải không thưa? Phải coi thuốc uống. Bây giờ muốn diệt được lòng tham này đó, mình nói đạo Phật á, thì đạo Phật có dạy người ta là phải người tu đó phải quán tứ niệm xứ, nó diệt được lòng tham. Bị cái tham mà nói cho đủ đó, không phải là tham tiền không đâu, nhưng mà mình chỉ chi tiết một phần nhỏ thôi, chứ nào là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, vân vân, nếu thầy còn chấm chấm là còn nhiều nhiều nữa. Nhưng mà chỉ nói cái khía cạnh là trong cái khuôn khổ đời tu mà thôi đó. Thì giờ nghĩa là muốn diệt được cái lòng tham mà tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, nói chung là tham về ngũ dục, tham về lục trần này kia nọ, bao gồm tất cả lòng tham, cái gì ham muốn là nó đều gọi lòng tham hết. Thì bây giờ muốn diệt được nó đó, nhà Phật dạy cho các vị đệ tử phải tu một cách là quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thứ nhất là mình phải quán được là vô thường, phải quán cái vô thường trước mới được. Quán cái vô thường này đó, một là thân vô thường, cái thân này do tứ đại đất nước gió lửa tạo hóa thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ tan rã. Cái thứ hai nữa là phải quán được là tâm vô thường. Cái tâm vô thường là gì? Tâm vô thường có nghĩa là cái tâm mình nó thay đổi hoài thôi, nó thay đổi hoài thôi. Ví dụ nó mới suy nghĩ vậy, chứ hồi nó suy nghĩ khác, nó suy nghĩ coi như là nó không bao giờ nó đứng trụ yên một chỗ hết. Cũng như tôi nhớ lại tôi bữa đó mắc cười, đang ngồi niệm Phật nha, mới vô ngồi Phật tôi hay tưởng là gán niệm là hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, nặng cho tâm mình thanh tịnh. Cái đầu bữa đó nhà trước đó tôi có coi cái cuốn sách đó là nói về cõi cực lạc đó, là nó sẽ vào trong ba bối giảng sanh và chín phẩm sen vàng, bối phẩm thượng, bối thượng, bối trung, bối hạ. Thì tôi đọc cái chỗ này tôi giật mình, mà nãy tôi có nói cho mấy chú này nghe đó, cái phẩm mà hạ phẩm hạ sanh đó, là tới 12 đại kiếp hoa sen mới nở ra. Mà 12 đại kiếp là biết nhau, một đại kiếp đó là nó 1 tỷ là 344 triệu năm một đại kiếp á, rồi 12 đại kiếp nhân 12 đại kiếp là 16 tỷ 128 triệu năm thì hoa sen mới nở ra được. Mà ở trong hoa sen đó cực lạc cũng vừa đó nữa nghe, mà cái phẩm này phẩm hạ phẩm hạ sanh mà vậy. Trong kinh thì nói là cái phẩm này, cái người này bình thường không có tu, nhưng mà lúc lâm chung được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy niệm Phật, rồi họ niệm từ 1 đến 10 câu,
Rồi lúc đó họ có cái tâm hướng về cực lạc, có tín nguyện về đó đó, thì cho nên cũng được về cực lạc, Phật biết đó. Nhưng mà ở trong cái hoa sen đó là tới là 16 tỷ là 128 triệu năm. Thần ơi, trời mình đây có 100 năm lâu gần chết, mà đó là 16 tỷ 128 triệu năm. Còn một đại kiếp như vậy là nó phải 1 tỷ 344 triệu năm. Mà nếu mà rồi bác, rồi mà còn mình đọc lại cái phẩm thượng á, thượng phẩm đường sanh á, thì là khi mà Đức Phật rước về cực lạc rồi là hoa sen là chỉ nở nở ra liền thượng phẩm đường sanh. Cái người này coi như là bước trước ngày giờ chết à, ngồi tịnh tọa niệm Phật. Phật đem cái đài sen vàng đó là bắt đầu rước về cực lạc, hoa sen nở ra chứng quả Bồ Tát liền. Cho nên cái hai cái phẩm này đó, phẩm thì cuối, phẩm đầu. Cho nên đang suy nghĩ hồi gán tu sao mà được về cái phẩm đầu nha. Ngon biết như nói nha. Đó. Cái đang hướng hướng về phẩm thượng phẩm thượng sanh này kia niệm Phật ngon hết, rất thanh tịnh, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cái đậu chợ mưa, ông chợ mưa cái nghe hồi sáng nghe đứa em nó Cường ơi anh đi mua ba cái mà keo về nó dán to nó giọt hết trơn, bắt đầu nhớ tới mưa giọt, mưa nhớ tới dán keo mưa giọt. Mới nãy hướng về cực lạc. Bây giờ quay trở lại cõi Ta Bà cấp kỳ vậy đó. Nãy về cực lạc bây giờ quay cõi Ta Bà. Nãy nhớ tới chính phẩm sen vàng, bây giờ đó là trở về đây luôn mà mua keo rồi dán to giọt. Đó, thì cái tâm mình vô thường vậy đó. Mới về cực lạc bây giờ quay trở về Ta Bà liền, thấy cái tâm nó là vô thường vậy. Cho nên ở đây phải thấy được cái tâm vô thường, phải biết được tâm vô thường. Rồi cái cảnh vô thường, cảnh là cái hoàn cảnh xã hội trên thế gian, hoàn cảnh trên thế gian này nó thay đổi. Thí dụ như hồi đó chỗ đó là cái sông đó, bây giờ ta lấp lại là nó là đất bằng. Hồi đó chỗ đó là bãi rác mà ta cất lên cái cao tầng biệt thự này kia. Nói chung là cảnh vật vô thường. Thì vậy thì thân con người và tâm con người và cảnh vật không bao giờ nó đều đứng y một vị trí nhất định, mà nó luôn thay đổi, nó luôn thay đổi theo thời gian. Luôn thay đổi thời gian. Thì mới trẻ đó rồi tới già đó mới già, rồi già đó lại quay bệnh rồi chết. Thì đó nên trước hết nhà Phật dạy ta phải quán được vô thường. Mà mình quán được cái vô thường này rồi thì tâm mình nó sẽ lặng dừng đi cái sự tham muốn. Tham muốn, thấy không? Đó, rồi cái thứ hai nữa đó là ta quán phản thân thị khổ đó. Cái thân này sanh ra đây là khổ. Bởi vì cái là cái thân này đã tứ đại rồi, bây giờ nó phải mang lấy là bốn cái điều khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Cái sanh khổ nó đã qua rồi. À, bây giờ mình chỉ hồi tưởng là thôi, nó đã qua rồi, vào trong bụng mẹ này kia làm sao mình tư duy, mình giác ngộ lại thì thấy ở trong đó là rất rất là khổ luôn. Vào mẹ chung quanh bao bọc đó, đọc cái độ quyển năm là mình thấy hết ham rồi đó. Rồi rồi tới già khổ là mình nè, đang nè như chú Sáu đồ, cô Tư đồ đó, là già đó, tôi với ông Sáu bầu là sắp già đó, rồi bé Hai đồ với thằng Sàng cũng gần tới sắp già đó. Thì vậy đó, thì già là khổ. Thì cái già khổ, khổ diễn tả là biết rồi. Rồi cái bệnh khổ, rồi tới cái chết khổ. Cho nên vì vậy mà quán được cái tứ khổ về cái thân này đó là nó sẽ dừng đi cái lòng ham muốn mình phần nữa. Rồi đó là phải quán được là tâm khổ. Bây giờ cái tâm khổ nó có bốn điều khổ sao? Thầy diễn tả đó là mưu cầu bất đắc, rồi đó là ái biệt ly, rồi quan tấn hội, rồi ưu sầu lo ngại. Thì cái này mình khỏi cần dẫn chứng đọc, quý vị độc giả hàng ngày hiểu rồi. Cho nên vậy đây là bốn cái tâm, cái tâm bốn cái mục sao khổ sao này thuộc về tâm khổ. Còn tám cái điều khổ là bốn đoạn đầu là thân khổ, rồi tám điều khổ là bốn cái đoạn sau rồi thuộc về tâm khổ. Cho nên cái người tu phải quán được là tâm khổ. Rồi bây giờ tới nữa là cảnh khổ đó. Cảnh khổ hay còn gọi là khổ khổ. Đã cái thân này khổ rồi, cái tâm này nó làm cho mình bức bắp rồi phiền não rồi kia nọ, buồn giận rồi khổ rồi. Bây giờ cái hoàn cảnh nó làm mình khổ. Hoàn cảnh nè, mưa, gió, rồi đó là chiến tranh, khủng bố, giặc giả. Nói chung là tất cả tai nạn hay là trên thế giới này mình thấy, thí dụ như chỗ này động đất, chỗ kia sóng thần, chỗ nọ bị lỡ đất, như vừa rồi đó vùng ngoài mình nó bị lỡ đất, nó làm ảnh hưởng cả 2.000+ người không có nhà ở đó. Thì đó cái khổ đó. Rồi đó là như năm rồi thì nước nữa là như cái biển ở ngoài miền Trung đó mình thấy đó, thì cái đó hoàn cảnh làm cho khổ. Mưa gió bất thường, nói chung là hoàn cảnh ở bên ngoài nó làm cho mình khổ đó. Như vậy thì giờ đã thân khổ, tâm khổ, rồi hoàn cảnh khổ, cho nên nhà Phật gọi là khổ khổ, khổ mà nó chồng thêm khổ nữa. Đó. Cho nên người tu chúng ta phải quán được cái khổ này. Mà mình quán cái khổ rồi là mình đâu còn gì ham muốn cõi Ta Bà, không ham muốn nữa thì lòng tham chúng ta sẽ chặn đứng lại. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là phải quán được cái thân này là bất tịnh. Bất tịnh thưa tất cả quý vị, bởi vì bất tịnh là thân nó không sạch, không sạch. Cái thân tứ đại này nè, ở ngoài này đó, thì có khi mình coi có những người đó là gương mặt dễ coi, đẹp, mình nói chung là đẹp, nam nữ cũng vậy. Nhưng mà khi mà ta thấy được ở bên trong á là nó chứa toàn chất dơ quế không, nước tiểu, nước bọt, rồi phân, rồi đó là lục phủ ngũ tạng, rồi máu bên trong là toàn là thứ tanh thôi không.
À, nếu mà trong cửu khổng mà nó chịu ra cái lỗ nào đi là chỗ đó chúng ta thấy nó cũng đều bất tịnh hết. Nhưng mà vậy mà người ta thích, không? Hỏi ông tư, vậy mà ta thích. Nam thích nữ, nữ thích nam, cho nên khi mà tham thích về sắc dục, Đức Phật dạy đó là phải quán được cái thân bất tịnh. À, có một lần nọ cái nàng Nghĩ Lan đó, cái nàng này rất là đẹp luôn, đẹp rất là đẹp luôn. Nhưng mà có một điều là cô ma không may mắn lỡ trong cái lầu điếm. À, cho nên hôm nọ là nàng Nghĩ Lan này muốn đến để thỉnh Phật về nhà của cô để mà cúng dường cho Phật và các vị tỳ kheo. Cho nên có thông báo trước, thành ra Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo đó, các con lúc bây giờ phải tịnh tâm, quán thân bất tịnh. Vì cái cô Ý Lan này là rất là đẹp, lời nói rất mềm dẻo, và đặc biệt là cô có cái bàn tay là nó dẻo, nó dẻo, cho như là phải nói là nhìn thấy là dễ động tâm lắm. Đức Phật sợ các vị tỳ kheo bị động tâm, thì ra ngày dạy các vị tỳ kheo là nên ngồi quán bất tịnh. Và thiệt, bắt đầu cái là khi mà kiểu phu mà khiên cô tới rồi đó ha, trên kiệu cô vừa dán màn bước xuống nhẹ nhẹ khoan thai đi nhiễu ba vòng Đức Phật, quỳ xuống. À, quỳ xuống đó là lại hôn bằng chân Đức Phật. À, rồi lại hôn bằng chân Phật, bình thường mà gặp hôn mình cái là Đức Thần Thông luôn hết trơn. Mà có Thần Thông luôn. Gặp gốc cùng mình đó. Rồi đó là các vị tỳ kheo thấy đẹp, bắt đầu người nào nấy là thúc liễm, thúc liễm là kiềm tâm mình lại, là ngồi thiền tịnh liền, là quán thân bất tịnh liền. Thì mặc dù cô đó ở ngoài đẹp vậy chứ ở trong thì nó cũng giống như con người bình thường khác thôi, cũng là dơ bẩn thôi, giống gì nó bất tịnh. Cho nên mình cái đó là câu chuyện đúng ra tới đó là tới đó là để mình dẫn chứng là chỗ bất tịnh, nhưng mà ở đây mình nói thêm chút này để mình hiểu được cái nhân quả chút xíu nữa. Thì nghĩa là sau khi cô này ra về đó, ông Anan hỏi với Bạch Thế Tôn, cái cô đó đó Ý Lan đó, tại sao một cổ đẹp vậy mà có bàn tay lại cực kỳ xinh đẹp nữa, mà tại sao cái sanh vào trong cái chỗ lầu điếm đó, lầu xanh? Thì Đức Phật nói đó là các ngươi biết không, đó là cái nhân quả. Thời cách đây rất lâu xa, lúc bây giờ có vị Ca Diếp Phật ra đời. Sau khi vị này nhập Niết Bàn, được tôn tạo cái tháp để thờ ngài, thì lúc bây giờ là có những cô thiếu nữ ở làng xóm đó mới đến đó quét dọn cái tháp này, quét dọn gác bụi tháp rồi đó. Thì nghĩa là ở tại chỗ dưới chân tháp đó nó có một đống phân chó, đống phân chó. Thì cái cô này đó vì trân trọng cái tháp tượng của Phật Ca Diếp, rồi đó là chó nó phóng quế đây, cho nên cô này không cần lấy tay hốt luôn. Cái bắt đầu mấy đứa bạn mới cười chế nhạo, mới nói rồi chết rồi, cái tay đó hốt phân chó, tay này bỏ luôn, chặt tay này bỏ kia nọ, cười ghét. Cái cổ hơi bực bội, cô nói mấy bay là đí gì mà nói tao và cười tao hoài vậy, chỉ có nói một câu đó vậy thôi đó, mà qua kiếp sau đầu thai vô làm trong lầu điếm. Nhưng mà cô đẹp là cái bàn tay đẹp là nhờ hốt phân chó trong cái dưới chân tượng pháp của Phật Ca Diếp. Cái nhân quả rõ ràng không? Cái lời nói thôi mà bị quả báo rơi vào lầu điếm, mà nghĩa là cái bàn tay đẹp là nhờ hốt phân chó vậy, ở trong dưới tượng tháp của Phật Ca Diếp vậy đó, chứ nhờ làm công quả quét tháp vậy đâu mà cô đẹp đó. Chỉ cái nhân nào quả nấy thôi. Thì đó là cái đoạn sau thì nói về nhân quả thôi, nhưng mà cái đoạn đầu tôi nói rằng đó là muốn nói rằng đó là Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải thúc liễm chân tâm và kiềm chế, đừng để cho dục vọng lôi kéo, đừng vì sắc dục mà lôi kéo làm cho tham sắc đó, vì tham sắc đẹp đó mà lôi kéo thì làm cho các vị động tâm. Thành ra Đức Phật dạy các vị này phải quán thân bất tịnh. À, cho nên cái người tu chúng ta đó muốn ngăn chặn được cái lòng tham dục liếng ái đó thì trước hết phải quán thân bất tịnh. Rồi thứ hai nữa là quán tâm bất tịnh. Cái tâm bất tịnh mình là có nghĩa là cái tâm phiền não nó khởi lên, cái tâm tham sân si nó khởi lên. Một khi nó khởi lên rồi đó thì lúc bây giờ nó bị dẫn đục, nó dẫn đục là nó bất tịnh rồi, nó dẫn đục là nó mất đi trí tuệ của mình. Cho nên Phật dạy mình là phải quán tâm bất tịnh. Thứ ba nữa là phải quán cái hoàn cảnh coi như là những cái cảnh vật xung quanh đều bất tịnh mà thật. Thí dụ mà đem cái cảnh người đây mà so sánh với cảnh tiên á thì coi như là mình là dơ bẩn cảnh tiên dữ lắm, cái cõi mình đã dơ bẩn, mà so với cảnh Phật thì thôi nghĩa là nó còn dơ bẩn cái nào nữa. À, ở đây thì nào là gò rồi dũng, rồi nào là bùn nhơ, rồi đi ra đạp gác gến, rồi phân nỉ, cái đủ thứ dơ bẩn đó. Cho nên vì vậy Phật dạy mình quán cái cảnh vật bất tịnh để chi, để cho mình không có lòng tham liếng thế gian. Mà không có lòng tham liếng thì nó đâu khởi động tâm đó. Đó, và cái sau cùng nữa là quán pháp vô ngã. Pháp vô ngã đây đó biết nói rằng đó là thân này vô ngã, tâm này vô ngã và cảnh vật đều là vô ngã hết. Thân vô ngã là thân này là không phải thân của mình, nó là do tinh cha quyết mẹ cấu tạo thành và đất nước gió lửa tạo hóa thành. Cho nên cái thân này là vô ngã, là không chấp có ta. Ý nói vô ngã là không chấp có ta. Thành ra cái chỗ mà trong bài thời lời phiên bổn đạo thầy dạy mình đó là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật.
hãy gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Cho nên thật ra mà nói đồng đạo mình ha, nếu mà tu hành ha, đi làm đạo sự ha, mình thực hiện được cái lý vô ngã, quán được cái lý vô ngã này đó, mình làm đạo sự nó đụng cảnh mình cũng không có phiền não. Còn nếu mà mình còn chấp ta đó thì nghĩa là mình bị đụng cảnh đó rồi đó, là bắt đầu danh nó khởi lên nè, mình làm tốt người ta khen, người ta khen bắt đầu cái danh mình nổi khởi lên liền. Cái chùa này là tôi cất, không có tôi ai mà làm được phải không đó, rồi cái cây cầu này không có tôi làm, thứ ai làm được không, ban trị sự này mà không có tôi thứ cây gụi không, thì kia đó là cái bản ngã không đó. Mà giờ nghĩa phải thực hiện cái lý vô ngã đó, thì thầy trong kinh Phật dạy là quán pháp vô ngã, quán thân vô ngã à, không ta rồi nghĩa là quán tâm vô ngã. Cái tâm của mình đó nó thật sự nó không có cái nó là vô ngã, nó còn khi nào cái thật ngã cái thiệt của mình đó, đó là Phật tánh. Còn nghĩa là cái tâm nghĩa là vô ngã của mình đó là sao, là bởi vì thí dụ như chút cho nó khởi lên cái tư tưởng thương, thấy không, chút cho nó ghét, chút cho nó buồn, chút cho nó vui, chút cho nó giận rồi kia nọ, thì cái tâm đó là nó cái giận nó cũng không phải là thiệt của mình, mà cái thương không phải thiệt. Khi thiệt của mình là nó chủ hoài một chỗ, còn này nó không thiệt của mình, cho nên nó thường giận hờn vui ghét thương mến này kia nọ, nó thay đổi liên tục hết, cho nên gọi là vô ngã, tâm vô ngã. Rồi cảnh vật này vô ngã có nghĩa là cảnh vật này đó thì nghĩa là thí dụ cái cây đó nó không phải chịu dầu cho nó sống 100 năm 1000 năm thì nhưng mà có ngày rồi cái cây đó nó sẽ mất, nó giống như cảnh vật vô thường vậy đó. Cho nên thì mình quan sát là pháp vô ngã, cảnh vật nó là cái pháp. Cỏ cây sắt đá từ vật vô chi tới nghĩa là vật hữu hình, nó đều là cái pháp hết. Mà Đức Phật dạy là quán pháp vô ngã. Mà quán pháp vô ngã thì đâu có gì mới. Ví dụ cái chùa này gọi là cái pháp nè, pháp không phải là giáo pháp nha, mà nó gọi là cái cảnh vật nó là cái pháp nè. Thì giờ cái chùa này bây giờ dầu cho nó chắc gì cũng 100 năm 200 năm nó hoại, thì cho nên nó cũng đâu tồn tại đâu. Cho nên quán được vậy rồi, quán được cái lý vô ngã này đó, thì ta hành đạo nó mới chặn đứng được cái lòng tham của mình đó. Thì thưa tất cả chữ gì, còn trở lại Đức Thầy dạy chúng ta, muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải làm sao? Phải bố thí dập lòng ích kỷ và tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước lần mây, thân ta còn gà đó mai đây, của ấy cũng khi tan cái hiệp. Cho nên muốn diệt được lòng tham chỗ này, Đức Thầy dạy chúng ta là một là phải quán được thân vô thường, rồi cảnh vật vô thường, của cải vật chất trên thế gian này là vô thường. Thân ta còn gài đó mai đây, bữa nay là thân này chứ rồi mai kia mốt nọ nó chết nó đi thân khác rồi, làm người làm thú làm vật được kia đủ thứ rồi, thân ta còn gài đó mai đây thì của ấy cũng khi tan thì của cải này nó cũng không tồn tại. Bây giờ tiền này trong túi là của mình, mà khi mình chết rồi nó qua người khác, thành ra vì vậy mà quán được thân vô thường, rồi của cải vô thường, vật chất vô thường, rồi mà nó là vô thường thì ta đâu còn động lòng tham gì nữa. Rồi bây giờ hãy đem cái vô thường này gọi là dĩ quyển độ chân, ta lấy cái giả này ta làm cái thật đi. Bây giờ lấy tiền này, lấy của cải này đem bố thí cho người khác, nó còn, phải không, cái tiền này nó hết nhưng mà nó còn lại là cái phước đức của mình đó, nó còn lại cái phước đức của mình. Vậy thì giờ nghĩa là muốn trừ tham đó, thầy dạy chúng ta đó, một là phải bố thí, hai là chúng ta phải quán được vô thường, vậy thôi là diệt được lòng tham rồi. Thì chừng đó ta diệt được lòng tham thì chừng đó ta lo gì mà 10.000 năm lẻ cứ nhà đâu có, lo gì mà làm bùn làm đất làm cây cỏ chớ chỗ dưới chợ vẫn thú. Cho nên vì vậy mà giờ vừa tu tập vừa bố thí, ăn chay cúng lại niệm Phật, rồi thì chừng đó là khi ta bỏ thân này, mặc dù đời cảnh đời có tiêu diệt đi đến đâu nữa thì ta cũng còn sống, ta cũng còn sống để ta hưởng được cái cảnh đời vinh hoa phú quý, ví dụ thượng nguyên hậu long hoa hay cực lạc hay cõi tiên đó, thì do nhờ cái công đức ta tu tập. Còn ngược lại, nếu khởi cái lòng tham giống như con cá yến thử, giống như con chim sâu ở trên cành cây, thì cuối cùng khi ta chết rồi đó thì bị linh hồn nó sẽ bị tiêu diệt và nó đọa làm nước làm đất làm cây cỏ sắt đá này kia nọ, làm thú vật, rồi nghĩa là trải qua 10.800 năm lẻ đó thì bắt đầu nó mới tiến hóa lần lần tới con người. Mà lần tới con người mà chưa chắc gì có cái duyên mà gặp được đạo để tu nữa, rồi không tu rồi làm tội nữa thì rớt xuống bị đỏ nữa, xa đỏ nữa, quay quần nữa. Cho nên luyến chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều giả dối. Thì thưa tất cả quý vị, bây giờ tóm lại trong 4 câu giảng này, Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho gọi một cõi thành 3. 2 câu trên này đó thì Đức Thầy chúng ta dưng sứ mạng qua lời chỉ dạy hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca, chỉ dạy cho Ngài xuống đây để lập nên cái hội Long Hoa và tạo dựng nên cái là trao tam giáo nguyên nguyên, tức là Phật giáo, rồi cái là Lão giáo, rồi Nho giáo, và đồng thời cái là Ngài cũng cho biết là chừng đó là tam cõi, tức là 3 cõi, cõi tiên, cõi người và cõi địa ngục, tức là sẽ trở về trong cái trung ương là ở tại cái cảnh hạ giới chúng ta đây, nó rõ hơn là miền Nam nước Việt. Mà Đức Thầy cho biết là cõi trung ương
luân chuyển phương Nam, mở cửa thánh, họ chọn người trung hiếu. Vậy thì nghĩa là hai câu đầu đây đó là chỉ cho là dựng lên cái hội Long Hoa và đồng thời để lập nên cái tam giáo Phật Thánh Tiên, để đem cái giáo pháp của Phật, của Thánh, của Tiên để truyền hóa cho nhân sanh lúc bây giờ sống trong đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Rồi bây giờ hai câu dưới là Đức Thầy coi như là Ngài nhân cách quá để ám chỉ cho con người chúng ta đang sống trên cõi thế gian này. Thì cũng có đa số, chứ không phải là hết ai cũng vậy, cũng có đa số người đều có lòng tham, mà tham ít tham nhiều. Cho nên vì vậy, nhưng cái người nào mà tham mà gian, rồi làm những điều độc ác, giết người, bi cái lòng tham là nó hay khởi lên, cái là có khi sát hại nhân mạng nữa. Dù tham danh cũng giết người được, rồi tham lợi cũng giết người được, rồi tham sắc cũng giết người được, danh lợi, rồi tham tài cũng giết người được, rồi tham quyền thế cũng giết người được. Cho nên cái lòng tham đó bắt đầu nó dẫn tới là giết người, và nó làm tổn hại đi cái căn linh là trí tánh của chúng ta. Cho nên vì vậy Đức Phật mới cho biết là lòng tham nó là tam độc chướng, nó là một ở trong tam độc chướng, tham, sân, si. Thí dụ như con người chúng ta uống thuốc độc, chết trong một cái kiếp này là xong. Nhưng mà nếu chúng ta có cái lòng tham, sân, si trong đó rồi, thì nghĩa là nó sẽ giết hại cái mạng căn chúng ta, làm cho tiêu hao trí tuệ của mình. Rồi nghĩa là từ đó nó đưa mình đi từ cái kiếp này qua kiếp kia, kia nó cứ bị sa đọa tội lỗi khổ sở hoài, không biết muôn trùng kiếp nào hết được. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là phải tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được thật trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Sở dĩ con người có lòng tham là cũng do cái lòng mê này, cái tâm mê, chấp mê này, chấp mê bất ngộ này, cho nên cái lòng mới sanh ra lòng tham này. Rồi tham này mới làm ra những nhiều cái điều tội lỗi đó, và cuối cùng cái linh hồn phải bị sa đọa vào 10.000 năm đẻ cửa nhà đâu con, làm bùn làm đất làm cái cỏ, chơi chậu giữa trời dạng kiếp thu. Thì thưa tất cả như vậy, hai câu dưới muốn nói về cái nhân là lòng tham, mà cái quả là bị tiêu diệt đó. Tiêu nghĩa là luôn cả xác, tiêu luôn cả hồn, là bị xoa đỏ vào trong cái ngũ đạo tiến hóa đó. Thì thưa tất cả như vậy, thì qua cái đề tài 4 câu giảng thì chúng tôi trình bày nãy giờ nó cũng tuy rằng nó nghi vấn, nhưng mà chi tiết cái chỗ tham nó hơi nhiều một chút. Thì thưa tất cả chư vị đồng đạo kính mến, thì qua cái phần mà trình bày chúng tôi trong 4 câu giảng vừa qua, xin lập lại là Phật chỉ dạy quy tam lập hội, diễn cho gồm một cõi thành ba, chớ mong nghĩ thử ẩm hà 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Thì hai câu trên là nói về lập cái hội Long Hoa, mở ra cộng đồng tam giáo. Rồi hai câu dưới thì nói về cái nhân tham và cái quả báo mà con người chúng ta phải chịu thọ lấy ở trong mai sau này. Thì đến đây chúng tôi trình bày đến đây cũng xin kết thúc. Thì mong rằng quý vị cũng hoan hỷ và tha thứ cho những gì còn thiếu sót. Đến đây cũng xin tạm dừng lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.